là không, mình không có tin tưởng là vào gần chính là cái tim mà đưa đến cho mình là nó chạm được hợp không. Cô là Nguyễn Ngọc Huyền, là mẹ của bạn Dương Thị Trang. Cô đến từ Chí Quảng, thành Bắc Ninh. Cả muốn là bạn được sang Bắc Ninh hơn, tự bản thân bạn ý và các bạn muốn khám phá môi trường sống khác, có lẽ văn minh khác. Dạ. Cái thứ nhất là do người quen giới thiệu, do bản thân bạn ý và gia đình tìm hiểu thì cũng thống nhất thì cho bạn ý quyết tâm học ở AVT. Mình làm rất nhiều chứ, bởi vì là mình cũng không biết là đất nước có được như thế nào. Cái thứ hai là công ty AVT ra làm sao, đấy, môi trường học và ngành nghề cũng như ra nào như thế nào cả để mà bạn ý đi sang học. Bạn ý là vừa mới học tốt nghiệp lớp 12 xong. Dạ. Để cho đi như thế thì rất là nhiều một cái lo lắng. Thế nhưng mà cuối cùng cũng quyết định làm cho bạn theo học. Rất hài lòng luôn, bởi vì là ngay từ cái khâu ban đầu cô tư vấn viên là cô Nguyễn Thị Thúy. Dạ. Đấy, cô cũng tư vấn thì là gia đình yên tâm thì như là cho bạn Trang theo học. Và đến bây giờ thì là có cả công ty AVT, đội ngũ của AVT rất là nhiệt tình giúp đỡ bạn trong quá trình đến giai đoạn đến ngày hôm nay là bạn đi được bay. Dạ. Vui mừng sự sướng và mừng sự rất là nhiều. Mà là không, mình không có tin tưởng là vào gần chính là cái tim mà đưa đến cho mình là đã chạm được học bằng. Dạ. Đấy. Thì vẫn cứ bảo là thôi được học bằng thì tốt, không được thì thôi, thì cũng cố gắng động viên. Nhưng mà đến hôm nay này là cũng gọi là học bằng cũng là về đến tay mình rồi. Cảm ơn là rất là nhiều. Dự kiến là cho bạn đi học có thể là cao hơn nữa nếu có khả năng bạn ấy tiếp thu được. Để tiếp thu được cái kiến thức lên văn minh mới hơn, cao hơn nữa. Chỉ mong là bạn ấy biết thế thôi. Dạ. Không có mục đích gì sử dụng một cái khoản học bổng của bạn. Dạ. Chỉ muốn là bạn học hành với môi trường như mình. Nghe được rất là nhiều. Bạn ấy ra đây với môi trường công ty tạo cho bạn được một cái nếp sống mới, bạn hoạt bát hơn, nhẹ nhàng hơn. Có từ ngày xưa ở nhà là bạn ấy nhát. Dạ. Để sang bên này thì cũng động viên, cũng động lo. Ở bên trung tâm cô với bạn bè mình được giúp đỡ rất nhiều, bạn đi học ra hơn, nhanh nhẹn hơn. Ngày xưa là bạn đi muốn bạn không biết giúp nhiều người đâu. Dạ. Bạn thu mình lắm, ngày sau cũng dần bạn đi cũng cảm thấy có tiến triển hơn. Dạ. Với tất cả các bạn của cô ấy, nếu như mà có nhiều cơ muốn là cho con du học về Đức thì hãy đến AVT. Thì AVT là một cái công ty mà môi trường là giáo dục theo cái hướng hiện đại hơn, đào tạo thứ nhất là về ngôn ngữ rất là chuyên nghiệp, thứ hai là về con người, nó cũng là cho các bạn nó hòa đồng hơn, đưa một cái phong cách mới như bản thân bạn đã trang nhà nghiệp cô một trong phong cách mới hoàn toàn. Đấy, để cho bạn ấy du nhập cái nghề văn minh dễ dàng hơn. Dạ. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn cô gia đình đã luôn luôn tin tưởng trung tâm. Và chúc cô sức khỏe và chúc bạn Trang là sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình và thành công ước mơ ạ. Cô cảm ơn, cũng chúc công ty và toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty, bạn học sinh tới đây là cũng có một cái sức khỏe dồi dào, một quá trình học tập như mong muốn. Dạ. Để đạt được ước mơ là đặt chân đến nước Đức. Dạ. Rồi.